Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 3, trang 25 sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 1. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước. Nghĩa A 81 cơ số 3, nghĩa B 81 cơ số 9, nghĩa C 64 cơ số 2, nghĩa D 100 triệu cơ số 10. Vậy thì để làm được bài tập số 3 này thì các bạn cần phải nhớ cho cô kiến thức về lũy thừa bậc n của A. Ta có lũy thừa bậc n của A được ký hiệu là A mũ n thì chính bằng tích của n thừa số A, chính bằng A nhân A nhân chấm 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 nhân A. Ở đây có n thừa số. Và A mũ N thì ta có A chính là cơ số, còn N chính là số mũ. Vậy bây giờ muốn viết số 81 này dưới dạng lũy thừa cơ số 3, tức là chúng ta phải xác định rằng là cái số 81 này này được viết thành tích của bao nhiêu con số 3, đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái số 81 này thành tích của các số 3. 81. Để phân tích số 81 thành tích của các số 3 thì chúng ta lấy 81 chia cho 3. Các bạn lấy 81 chia cho 3 được kết quả là bao nhiêu thì các bạn viết ở bên tay trái cho cô nhé. Như vậy là có 81 chia cho 3. 8 chia cho 3 được 2. Đúng không? Còn dư 2, 21 chia 3 được 7, như vậy bằng 27. Chúng ta lại lấy kết quả vừa tìm được lại chia tiếp cho 3 tiếp. Ta có 27 chia cho 3 thì chính bằng 9. 9 chia cho 3 thì bằng 3. 3 chia cho 3 thì bằng 1. Thương bằng 1 đến đây ta dừng lại. Như vậy ta thấy 81 chính bằng là 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3. 81 thì bằng 4 con 3 nhân với nhau, và chúng ta sẽ viết gọn được thành là 3 mũ 4. Đúng chưa? Như vậy ở ý A chúng ta sẽ trình bày như sau. Ý A ta có là 81 cơ số 3 thì ta sẽ có số 81 sẽ bằng là 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3. 4 số 3 nhân với nhau thì chính bằng là 3 mũ 4. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm ý B. Viết 81 dưới dạng lũy thừa cơ số 9. Vậy thì chúng ta sẽ đi phân tích số 81 này thành tích của các số 9 nhân với nhau, đúng không? Thì chúng ta nhận thấy luôn rằng 81 chính bằng 9 nhân với 9. Thì bây giờ có này, 81 chính bằng 9 nhân với 9. Mà 9 nhân với 9, ở đây có 2 số 9 nhân với nhau thì chúng ta chỉ viết gọn được thành là 9 mũ 2. Rồi ý C. Ý C ta có 64 cơ số 2. 64 cơ số 2. Bây giờ chúng ta phải biến đổi cái số 64 này thành tích của các số 2, đúng không? Thì chúng ta thực hiện cách chia như cô vừa hướng dẫn. Chúng ta sẽ có như sau. Ta lấy 64 chia cho 2. Ta có này, 6 chia cho 2 thì được 3. 4 chia cho 2 thì được 2, như vậy được 32. 32 chúng ta lại chia tiếp cho 2. 3 chia 2 được 1, còn dư 1. 12 chia cho 2 được 6. 16 chúng ta lại tiếp tục chia hết cho 2. 16 chia cho 2 thì được 8. 8 chia cho 2 tiếp thì được 4. 4 chia tiếp cho 2 thì được 2.
2 lại chia tiếp cho 2 thì được 1. Đến đây chúng ta dừng phép chia lại. Như vậy ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 số 2. Như vậy 6 tư của chúng ta chiếm bằng tích của 6 con số 2 này nhân với nhau. Như vậy ta sẽ có 64 chính bằng tích của 6 số 2. 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 và nhân với 2. Bây giờ các bạn viết gọn vào cho cô. Tích của 6 số 2 nhân với nhau thì số 64 này sẽ được viết gọn ở thành là 2 mũ 6. Tiếp theo chúng ta cùng nhau làm ý D nào. Ý D ta có là 100 triệu. 100 triệu. Bây giờ chúng ta phải viết dưới dạng lũy thừa cô số 10 đúng không? Vậy thì cái này dễ rồi. Khi học về phần lý thuyết thì chúng ta sẽ có một cái á, lưu ý là như này. Đây các bạn dở sang sách giáo khoa trang 23 cho cô. Chúng ta có một cái lưu ý rằng là với n là số tự nhiên khác không, ta sẽ có 10 mũ n sẽ được viết thành là bằng, chỗ này là 1. Ở đây có 10 mũ n đúng không? Thì chỗ này sẽ có n chữ số 0. Đúng không? Như vậy áp dụng với kết quả này để làm bài tập ở ý D thì ta có này. Số 100 triệu. Đây, số 100 triệu của chúng ta thì có 8 chữ số 0. Như vậy chúng ta sẽ viết gọn được thành là 10 mũ 8. Vậy ý D chúng ta sẽ trình bày như sau. Ta có số 100 triệu. Có 8 chữ số 0. Vậy số 100 triệu sẽ được viết dưới dạng lũy thừa câu số 10 là 10 mũ 8. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em hoàn thành xong bài tập số 3 trang 25 sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.